Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Điện Máy Phong Hương nha. Mình rất vui khi được gặp lại các bạn. Thì vừa rồi mình có mua về một cái sản phẩm khá nhỏ gọn, đó là một chiếc Solar Power Inverter. Đây thực sự là một cái kích điện đó các bạn. Và cái này mình cũng thấy nó có nhiều cái điểm nó rất hay và hữu ích cho mọi người. Và để phân tích được những cái điểm hay của cái này thì mình sẽ trở lại với chiếc máy phát điện mini mà mình đã chế. Chiếc máy này, chiếc máy phát điện mini này mình đã giới thiệu một số cái video trước rồi. Thì đây là cái máy phát điện mini mình chế từ cái motor quạt này. Motor quạt này hỏng mình đã đổ lại thành một cái motor phát. Và lại con motor phát này là mình sử dụng cái motor 775 cũ, cũng tận dụng từ đồ hỏng thôi. Và mình đã sử dụng cái viên pin của cái máy bắn vít 20V và 50 Ah. Ngay bây giờ mình sẽ cho cái máy phát điện này hoạt động và để sau đó mình phải phân tích cái máy này để từ đó chúng ta thấy được những cái điểm nổi trội và những cái điểm hay của chiếc Solar Power này. Mini đầu tám vào thôi các bạn nhé. Đấy, như vậy là cái này đã hoạt động rồi các bạn. Máy hiện tại đang hoạt động này. Và mình sẽ sử dụng cái chung bọc này. Đây là các bạn thấy này. Mình có thể thấy một cái bóng đen này các bạn nhé. Hiện tại là nó đang tải ba cái bóng đen là 220V và 9W các bạn. Vâng, các bạn thấy này. Vâng, như các bạn thấy đấy, thì vừa rồi cái máy phát điện mini của mình thì mình đã thử cùng lúc ba cái bóng đen này các bạn, một cái 40W và hai cái 9W, điện là 220V các bạn nhé. Và đối với các bạn mà sử dụng khoảng ba bóng 9W như thế này thì nó cực kỳ sáng luôn, ok, và hoạt động cũng khá tốt, chắc chắn là nó bền được các bạn ạ. Và để mà cung cấp nguồn cho cái motor 775 này nó lái thì các bạn sử dụng các cái loại pin này, hoặc là các bạn sử dụng một cái pin ắc quy có dòng là tương đương khoảng 5A trở lên các bạn nhé. Nếu các bạn có các cái khối pin mà của lithium mà có dòng xả cao thì chắc chắn là các bạn dùng nó có thời gian rất dài và xuyên đêm thoải mái các bạn, thậm chí cả ngày luôn. Còn đối với mỗi cục pin này thì mình đã test thử rồi, nó khoảng trên dưới 1,5 tiếng thôi. Và hiện tại ở cửa hàng mình thì đây là các cái công cụ làm việc hàng ngày nên cũng khá nhiều loại pin này, nên những lúc mất điện thì mình có thể sử dụng cái này để mà cung cấp cho một vài tiếng thì nó vẫn bình thường. Những lúc mất điện thì chúng ta có thể đồng thời phát được 3-4 cái bóng như thế này thì cũng là tốt lắm rồi, là có nghĩa là nhà bạn cũng sáng nhất làng rồi đấy. Và
Qua một quá trình sử dụng thì cái máy này thì nó bền, thì thực sự là chắc chắn là nó bền rồi, nhưng mà nó có một cái nhược điểm là nó khá ôn các bạn. Đấy. Đấy, vì vậy các bạn cũng phải để cái này những cái nơi mà giảm tiếng ôn một tí, đây là cái điều bất tiện. Tuy vậy khi mình làm cái sản phẩm này thì cũng mong muốn là thỏa mãn một chút đam mê thôi. Đấy, đấy là những cái ưu của cái máy này sau khi mình đã làm xong. Và bây giờ để mà phân tích với các bạn cái sản phẩm mình vừa mới mua đấy, là cái tính hay ho của nó thì như thế này các bạn nha. Và đây, đây là cái sản phẩm mình vừa mới mua. Đây, mình đã bóc hộp ra rồi các bạn này, cho mình giới thiệu với các bạn thôi. Đây là một cái kích điện cực kỳ nhỏ gọn trong bàn tay, trong lòng bàn tay thôi các bạn. Cái kích điện, cái này là có dung tích là 500W các bạn nha. Kích từ dòng 12 lên 220 này. Và trong hộp của nó khi các bạn mua thì nó còn có một cái cặp sợi dây như thế này để cắm vào hai cực của nó. Bây giờ mình và hiện tại trên thị trường thì cái này mình mua ở trên vừa rồi, không biết là mình mua trên Shopee thì phải. Shopee thì bạn, cái này là hai cực các bạn này, dương và âm này, dương là cực đỏ này. Giá thân của cái này mình mua là cả ship đồ gì là khoảng hình như là 290.000 thì bạn, và như vậy là quá rẻ rồi các bạn nhé. Một cái sản phẩm công nghệ phục vụ cho mình, theo đánh giá của mình thì mình cảm thấy là như vậy là giá thân nó rất rẻ. Còn đồ bên thì mình cũng đã test quá rồi, nhưng mà thời gian sử dụng chưa nhiều, thì theo đánh giá của một số trang ở trên YouTube thì người ta bảo là nó rất bền, và hy vọng là như vậy. Và mình cũng khá tin tưởng cái này, chắc nếu các bạn dùng trong cái định mức của nó thì chắc chắn nó cũng bền thôi các bạn. Vâng, như vậy là mình đã lắp xong hai cái chân này, và cái này mình nghĩ là nó rất hữu ích và cần thiết cho mọi gia đình. Bởi vì như thế nào? Bởi vì những vùng mà, hoặc những nơi mà có mất điện thường xuyên, và chúng ta có trong những cái trường hợp nào đó chúng ta có thể là đến những vùng mà không có thể điện lưới được, thì chúng ta có thể sử dụng cái này. Vì như các bạn biết rồi, thì đối với mỗi gia đình thì cái chiếc xe máy thì hầu như ở quê mình nói chung cũng như mọi miền thôi, chiếc xe máy là cái phương tiện hầu như gia đình nào cũng có, nên mình có thể tận dụng cái pin xe máy đó để mà sử dụng những lúc mất điện. Thì ngay bây giờ mình sẽ sử dụng cái pin ắc quy trên xe máy và để kích lên dòng 220 để sử dụng các bóng điện sáng của các bạn nha. Vâng, ngay bây giờ mình sẽ sử dụng cái pin ắc quy có sẵn trên chiếc xe Exide của mình này, và mình sẽ sử dụng cái kích này và thông qua cái pin đó kích nó lên dòng điện 220 để sử dụng bóng điện sáng trong gia đình các bạn nhé. Vâng, như vậy là mình đã đầu nối hai cực âm và dương được gắn ngay ở trên hai chân của cái kích điện này. Thì các bạn lưu ý cho mình là ở ngay trên cái kích điện này là có công tắc này, nhớ là trước khi chúng ta gắn vào cái pin ắc quy thì chúng ta để ở chế độ off cái đã bà con các bạn nhé. Khi các bạn gắn chặt vào hai cái chân này xong thì chúng ta nó bật nó lên đấy, thì lập tức nó sẽ có cái dòng nguồn báo các bạn đấy. Và các bạn thấy cái quạt tản nhiệt của nó bắt đầu hoạt động, có tiếng nhỏ nhỏ thôi các bạn nhé. Và sau đây mình sẽ cắm vào ổ cắm xem nó như thế nào các bạn nhé. Đây là cái ổ điện ra dòng 220 các bạn.
Ê, các bạn thấy sáng trưng các bạn cực kỳ sáng luôn, và các bạn có thể sử dụng một lần 5-6 bóng trên chiếc kích này là bình thường các bạn nhé, và nó đạt công suất của cái kích này là 500W. Tuy vậy mình cũng nghĩ là nó chạy để tốt thì trong cái mức khoảng 200-300W là ok các bạn đấy, và cực kỳ sáng luôn. Và mình nghĩ để mà các bạn muốn sử dụng cái này mà được tốt hơn thì đối với các cái ắc quy mà có dòng sạc cao, có dòng ampere càng lớn thì chắc chắn các bạn sử dụng nó có thời gian rất lâu các bạn. Tuy vậy đối với các cái pin mà có trong cái xe máy của mình thì chắc chắn là các bạn cũng dùng được một vài tiếng cũng rất ok. Thì đây là cũng một cái công cụ mà mỗi gia đình chúng ta cũng nên có, những lúc mất điện thì sử dụng ngay chiếc pin trên chiếc xe máy của mình thì các bạn có thể cung cấp điện sáng cho gia đình của chúng mình một cách là vẹn toàn và rất ok. Đối những lúc như vậy mà chúng ta có được 3-4 bóng lọc nhà của mình cũng sáng nhất làng rồi đấy. Bên cạnh đó thì cái này là mình thấy nó rất hữu ích, là vì là nó chạy cực kỳ êm các bạn, êm luôn, không nghe tiếng gì luôn. Đây là một cái điểm ưu cực kỳ tốt, và giá thân của nó thì theo mình đánh giá như vậy là quá rẻ các bạn. Chính vì vậy đây là một cái sản phẩm mà mình nghĩ mọi gia đình nên có và nên sở hữu một cái. Như vậy là video của mình chia sẻ với các bạn đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu mà các bạn thấy cảm thấy hữu ích thì rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ anh, nhấn like, chia sẻ video để mọi gia đình trên cộng đồng chúng ta biết thêm nhiều cái sản phẩm mới thực sự hữu ích cho mọi gia đình các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.